Vâng, cửa hàng Miro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì vừa rồi em quay livestream nhưng do mạng chỗ nhà em nó kém quá bác ạ. Em sẽ quay một video offline để cho phục vụ bác anh em. Thì cũng báo cáo bác anh em thì hôm nay trong video ngày hôm nay thì bên Hồng Minh đang mở ra cả kiểm tra lốt những chiếc súp ACIF cuối cùng kiểm tra để cất đi thôi nhé. Thì nó số lượng còn không còn nhiều, còn có 14 chiếc thôi là hết các bạn. Vì tổng lô em về là hôm trước bác ấy xem em xếp là hai chồng đây. Hàng dài đây là hơn 20 cặp. Đó. 20 cặp thì em bán được nửa già rồi. Thì hôm nay em còn 14 chiếc thôi. Đây bác đếm tổng lô rồi. Mua 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9, 10, 11, 12 chiếc nhá bác nhá. Và 4, 14 chiếc thôi. Còn những chiếc này là chiếc PS bác ạ. Chỉ là những chiếc xúc PS, còn ACF thì bán được nửa già các bác ạ. Đây bác nhanh tay những chiếc xúc của Đức. Vì sao hôm nay em nói là thương hiệu Đức khác và của Đức khác bác nhá. Thì đối với những quả súp này, súp của Đức, đời của những dòng này đời rất là lâu rồi. Vì những thương hiệu như vậy thì một số các sản phẩm như của bất kỳ trên thị trường như của DK hay là JBL 23 vậy đều bây giờ sản xuất tại Trung Quốc rồi đúng không ạ? Nhưng đối với những sản phẩm như của Đức này rất là hiếm này, rất là hiếm. Vì bác để ý là trên những sản phẩm như đây là con DK 325 hôm nay em quay cho bác đây. Nó ghi rõ Design in England nha, công nghệ của Anh Quốc. Nhưng cái dòng này sản xuất tại Trung Quốc anh nhá. Đấy, Trung Quốc nhưng nó công nghệ của Anh Quốc, nhưng nó hàng xịn đúng không nhá. Vì vợ biết thì các công ty lớn hầu như là những cái đời như đời này 2014. Thì đồng nghĩa việc thì tất nhiên các công ty của DK phải sản xuất tại Trung Quốc rồi. Đây đời 2014 này, tháng 29 tháng 3 2014 bác nhá. Đấy, ghi rất rõ ngày tháng trên đây luôn. Còn đối với những quả bát hôm nay thì nó là linh kiện nhập. Thì bác để ý trên đây thì nó sẽ gồm mã vạch này, mã vạch này và súp của ACF thiệu của Đức. Thì dòng này thì các biết rồi, trên trường anh em bán rất nhiều, rất nhiều từ súp này, này từ loa này rất là đắt nhé. Loa này bát 30 phải mười mấy triệu đô rồi. Bát 40 có rồi, những sản phẩm vang đầy công suất của ACF với công suất rất là khủng bác nhá. Model là 18D18 và ACIF này thì công nghệ nó là của Getmanly với công suất 1000W ở độ chở 8 ohm. Em chỉ còn hơn chục quả đấy bác, cửa đếm tại kho của mình đúng không ạ, gần hết hàng rồi. Với thiết kế bát này, nó thiết kế nó gần như bát của RCF anh nhé, gần như bát của RCF. Cái lẫy thì nó lẫy sử dụng lẫy kẹp kín này, tiến lật cho anh vậy. Đây bác cùng nhìn phần của màng, của màng cũng mã như của JBL nhá. Đấy. Như của JBL luôn. Đó. Thì như biết thì những dòng súp này thì em vẫn nhập từ kho bãi của Trung Quốc về, vì thị trường của Trung Quốc thì rất là rộng. Và như biết thì một chuỗi karaoke của bên Trung Quốc có thường một dãy phòng của nó cũng vài chục phòng. Và khác với mô hình của bên Việt Nam mình là nó sẽ như ở ngoài Bắc này, em thấy ngoài Bắc này trong Nam còn một chuỗi lớn hơn. Ngoài Bắc này thì thường như em thấy chuỗi tầm độ cũng chỉ 5-7 phòng thôi. Đó. Và cũng có lời nhiều hơn một chút, như để ý này, sử dụng gân là gân lượn sóng IC như sản phẩm của B3. Đó, vì dòng thương Đức thì nó sẵn sàng nhau các nhá. Sẵn sàng đây là cái kiểu dáng sẵn sàng nhau. Gân độ tẩm dầu 3 lớp. Cực kỳ lặng thì bát là lặng lắm các bạn. Bên trong thì thùng ván ép như hàng bãi nguyên mộc trở về, em chưa vệ sinh thì bám bụi bẩn các bác nhá. Bám bụi bẩn thôi. Em sẽ vệ sinh khi xuất đến tay các bác. Bên trong thì rất nhiều bông tự âm. Bông tiêu âm vẫn chẳng khá là sạch vì nó bị mắt nắp này là đắp đậy của bằng gỗ anh nhé. Đây là sừng súp hầm. Súp hầm này như một cặp này có đánh được anh em sự kiện đánh được khoảng 300 đến 400 khách. Hôm trước em vừa xét một bộ sự kiện cho anh em đấy các bác thử xem. Và đây nó ở ngoài thùng ghi rất rõ này, ACIF Getmanly. Thấy không nhá? ACIF Getmanly. Logo ngoài ngoài thùng luôn. Chơi 35 nhưng vẫn chắc chắn vì sử dụng thùng là thùng gỗ xịn, gỗ dày. Lặng các bạn. Đây mùi gỗ dày. Có nhìn tất cả mùi gỗ dày. Dày nó khô, nó không bị như sản phẩm gỗ này nhá. Gỗ xịn dòng súp bãi thì gỗ xịn thì nó khác với súp bình thường như bác như nhà em đang ngày trước nhà em làm phòng trọ. Thì cũng làm cái gỗ ép này, cũng làm gỗ ép này làm cái sàn ấy. Thì được vài hô được một thời gian là cái gỗ này bong hết ra. Nhưng nó ẩm bong ra đây, người ta chơi bao nhiêu năm rồi không bong được vì nó tùy theo chất liệu gỗ. Thì gỗ bên nước ngoài thì gỗ người ta bao giờ chất hơn, chất hơn. Nói chung là em không biết là về kỹ thuật của vấn đề tẩm sấy gọi là hóa chất của gỗ này thì em không biết, nhưng về cái bản là gỗ nước ngoài tốt hơn là được công nhận. Thì trong video này em báo cáo bác thì em chỉ còn 14 chiếc nữa thôi,
chưa cấp ra cửa hàng. Ở cửa hàng hiện tại bên đấy chưa cấp ra chiếc nào cả. Từ nội chỉ toàn xuất tỉnh thôi. Và cái thứ hai nữa là hôm nay em sẽ vệ sinh và xuất ra cửa hàng tầm 2-3 chiếc. Đó. Thì báo cáo bác trên kênh thì bác biết là có nhu cầu đúng sản phẩm súp bãi xịn thiệu của Đức thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa mình qua hai số điện thoại đây. ACIF. Giá thì hiện tại bên Hiếu Minh đang bán mức giá chào đầu bán các bác giá rất là tốt. Trên thị trường em đang bán mức giá một quả súp này đang là 5,5-6 triệu. Đơn vị em đang phục vụ bác mức giá là 5 triệu đồng quả bác nhé. Nên bác nhanh tay, mức giá rất là tốt cho anh em. Thì tiếng em test rồi, hôm trước em test sân thì một quả thôi nó đánh phập phùng phùng cả khu này luôn. Đó. Và nhân tiện đây thì cũng báo cáo bác thì cái lô loa DK Bát 25 em lại tiếp tục về được 30/30 cặp nữa. Cái lô cũ em về trên 40 cặp em bán gọi là ship soát hết rồi. Và tiếp tục về lô này. Thì cái lô này cái lô cũ thì ở đời nó sẽ có pick trắng. Lô này thì em toàn về pick đen, đích đen thôi nhá, pick đen. Cái lô cũ thì nó về là đời 2012, 2013 thì đời này về 2014, cái lô này lô mới hơn thì đời 2014. Và tất cả đều chỉ dùng cháy, phân tần cực kỳ gấu đúng không ạ? Đó. Chép này bác nhỉ, chép neo nhá. Giá ở trong lô này em sẽ bán cho anh em mức giá 5,6 triệu đồng. Giá trên tại cửa hàng, giá ưu đãi cho anh em. Đó. Nên các bác có nhu cầu thì chúng ta chỉ ưu đãi trong cái lô này thôi. Bát này, chất. Trong này thì anh em làm loa gọi là nếu mà phòng to là monitor, hai là phòng nhỏ mà hát. Là một cặp loa phun này ok, tầm vào phòng tầm 20-25 mét bác nhá. Một cặp 25 này. Cực kỳ hợp lý. Thì mà như biết thì mua một cặp loa mới của DK, hàng chính hãng thì nó rất là đắt các bác. Thì mua hàng bãi thì giá sẽ rẻ giải được khoảng trên 60% bác nhá, bác chỉ trả còn lại 40% thôi. Đấy. Mà chất ở đây là hàng bãi về nó vẫn đẹp. Bát từ nguyên zin. Đấy, DK 1048W. Đó. Là ký hiệu của nó bác nhá, design in England. Dòng này là dòng công nghệ của Anh Quốc, ghi rất rõ xuất xứ cho anh em. Design DK CAD 10 mã này. Đối dòng hàn của DK thì từ chép đến bát đều là hàn liền hết bác nhá, mối hàn nó rất là đẹp, hàn liền luôn. Và anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa mình qua hai số online đây nhá, hoặc đến cơ sở bên mình 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả bác ạ.